Chào mừng các em đến với chương trình học tiếng Anh trên truyền hình của Đài truyền hình Hưng Yên phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lý, giáo viên trường Trung học Phổ thông Mỹ Hào. Rất vui được đồng hành cùng các em trong bài học ngày hôm nay. Today we are going to study unit 9, Choosing a Career, Lesson 2, Language. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 9, Lựa chọn nghề nghiệp, tiết 2, Ngôn ngữ. And we will focus on grammar with two main parts. The first one is three parts phrasal verbs, and the second one is adverbial clauses. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm động từ ba thành tố, và phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mệnh đề trạng ngữ. Now, let's start with the first one, three parts phrasal verbs. Now, look at the picture. As you can see, this is a very familiar image these days. Các em có thể quan sát trên màn hình. Đây là những hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta những ngày này. Chúng ta có thể học được cụm động từ gì thông qua bức tranh trên. Now, let's look at the example. Although students can't go to school because of COVID-19 epidemic, they go on with studying online. Mặc dù các em học sinh không thể đến trường bởi vì bệnh dịch COVID-19, các em vẫn tiếp tục học online. So, we have the phrasal verb go on with means continue, tiếp tục. Now, in the second picture, the boy is trying his best to run after his classmates. And we have the sentence, he nearly keeps up with his friend. So, keep up with means maintain pace with, theo kịp, đuổi kịp. And look at the picture. What is the woman in the picture thinking about? She is thinking about or she is thinking back on the happy days at school. We have the phrasal verb, think back on means recall, nhớ lại hoặc nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Now, in the next picture, the boy seems to be very angry. She may speak something impolitely to his mother. And when he was small, he sometimes talked back to his mother. The phrasal verb talk back to means speak impolitely, cãi lại. And this picture is the symbol of leaving school, and we have the following sentence. He had to drop out of school when he was 15 because his family was very poor. Anh ấy phải rời trường khi anh ấy 15 tuổi bởi vì gia đình của anh ấy rất nghèo. Chúng ta có cụm động từ dropped out of means leave or give up, có nghĩa là rời hoặc từ bỏ. Look at the picture in the screen. The man and the boy is visiting the girl's house, and we have the sentence, my uncle sometimes drops in on my family. Chú của tôi thỉnh thoảng đến thăm gia đình tôi. We have the phrasal verbs, drops in on means pay a short visit, đến thăm, ghé thăm, thường là không báo trước. And what are they? They are coal and natural gas, so they are fossil fuel. And if we continue to use fossil fuels at the current rate, we will soon run out of them. Run out of means have none left, không còn hoặc hết sạch. Các em quan sát bức tranh tiếp theo. Trên màn hình là những hình ảnh rất cảm động về các chiến sĩ đang phải chịu đựng cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trong rừng để nhường chỗ ở của mình cho đồng bào đến thực hiện cách ly xã hội. Hình ảnh thật là cảm động, đúng không các em? Và chúng ta đã học được cụm động từ nào thông qua hình ảnh trên? Now, look at the sentence. In the fight against COVID-19 epidemic, soldiers don't mind putting up with bad living conditions in jungles. Put up with means tolerate. Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, các chiến sĩ không ngần ngại chịu đựng cuộc sống khó khăn thiếu thốn trong rừng. Như vậy, cụm động từ put up with có nghĩa là chịu đựng, đồng nghĩa với từ tolerate. Now look at this picture. These are plastic waste and it is tự nhiên đang vừa nãy đang trôi chứ bây giờ. Cho em nói lại từ cái này ạ. Yes, look at the picture. These are plastic waste, and plastic waste are very big environmental problem. And what can we do to reduce plastic waste? I think we should cut down on using plastic bags to save our environment. Đây là hình ảnh rác thải nhựa. Rác thải nhựa là một vấn đề ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Và chúng ta nên làm gì để giảm rác thải nhựa? Chúng ta nên cắt giảm việc sử dụng túi nhựa để bảo vệ môi trường. Cụm động từ cut down on means reduce, có nghĩa là
giảm. Look at the girl. She is very happy with her friend, and she is a very nice girl. She gets on with all of her classmates. Cô bé thật là tốt bụng. Cô ấy có quan hệ hòa thuận với tất cả các bạn trong lớp. Chúng ta có cụm động từ gets on with, means have a good relationship with, có mối quan hệ tốt với ai. Cô và trò chúng ta vừa tìm hiểu 10 cụm động từ gồm 3 thành tố rất hay và ý nghĩa. Ba thành tố đó là những thành tố nào và khi sử dụng các cụm động từ chúng ta cần lưu ý những điều gì? Now let's turn to next part. Các em quan sát trên màn hình, một cụm động từ có 3 thành tố gồm những thành phần sau. Thành phần thứ nhất là động từ, tiếp theo là trạng từ và sau đó là giới từ. Chúng ta lưu ý khi sử dụng các cụm động từ thì chúng ta không thể tách rời trạng từ và giới từ. Một lưu ý nữa, the object always comes immediately after the preposition. Tân ngữ luôn đi ngay theo giới từ. For example, he dropped out of school at 15. Cậu ấy bỏ học khi 15 tuổi. Và chúng ta có tân ngữ school đứng ngay sau giới từ of. Trong trường hợp tân ngữ không phải là danh từ mà là động từ thì chúng ta phải chuyển động từ đó sang dạng in form. For example, we are really looking forward to seeing you. Động từ see đứng sau giới từ to bây giờ phải chuyển thành dạng seeing. Cô và trò chúng ta vừa học được một số cụm động từ rất là hay và bổ ích. Bây giờ để kiểm tra xem các em có nhớ được nghĩa của chúng không, cô và trò chúng ta cùng làm bài tập số 1. Match the phrasal verbs in A with their meanings in B. Chúng ta sẽ nối cụm động từ ở cột A với nghĩa của chúng trong cột B. Now, open your book, page 48, to do the exercise. Các em mở sách trang 48 để cùng làm bài tập với cô. Now, let's check the first one. We have the phrasal verbs go on with. What does it mean? Right, it means continue, tiếp tục. Number two, keep up with. What does it mean? Yes, it means maintain pace with. And number three, think back on. Yes, it means recall, nhớ lại, nhớ về. And talk back to means right, answer impolitely, cãi lại. Dropped out of. Yes, it means leave or give up, bỏ hoặc là từ bỏ hoặc rời. Number three, drop in on. Yes, right. It means pay a short visit, ghé thăm. Number seven, run out of. Correct. It is have none left, hết sạch. Number eight, put up with. Right. It means tolerate, chịu đựng. Number nine, cut down on. Right. It means reduce, giảm. And the last one, get on with. Yes. It is have a good relationship with, có mối quan hệ tốt với ai. Để hiểu rõ và nắm vững cách sử dụng các cụm động từ ba thành tố, cô và các em sẽ cùng làm bài tập tiếp theo. Now, next, complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in one. You don't need to use all of the verbs. Hoàn thành mỗi câu sau, sử dụng dạng đúng của cụm động từ trong phần 1. Các em không cần phải sử dụng hết các cụm động từ đó. Nào, các em quan sát trên màn hình, chúng ta có 10 cụm động từ chúng ta vừa được học. Nhiệm vụ của các em là phải điền những cụm động từ này vào chỗ trống để hoàn thành câu, sao cho câu có nghĩa. Và các em lưu ý phải chia động từ cho phù hợp với thời của câu. Now, let's start with the first one. I hope none of my friends school this term. Tôi hy vọng không bạn nào trong số bạn của tôi trường học kỳ này. Ở đây chúng ta sẽ dùng cụm động từ nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng cụm động từ drops out of. Tôi hy vọng rằng không bạn nào trong số các bạn của tôi phải bỏ học, phải rời trường học kỳ này. Number two, John often runs without warning. John thường chúng tôi mà không báo trước. John thường làm gì mà không báo trước nhỉ? Chính xác, đó là drops in on. John thường ghé thăm chúng tôi mà không báo trước. Number three, the government is trying not to the money they are spending on vocational training. Chính phủ đang cố gắng không số tiền mà dành cho đào tạo nghề.
chúng ta để ý từ khóa trying not to and spending on vocational training. Chính phủ cố gắng không làm gì đối với số tiền dành cho đào tạo nghề. Đúng rồi, chính phủ cố gắng không cut down on, không cắt giảm số tiền dành cho đào tạo nghề. Number four, David doesn't his wife. They are always arguing. Chúng ta có từ khóa always arguing, luôn luôn cãi cọ. Thì có nghĩa là David và vợ của mình không hòa thuận rồi, đúng không? Và chúng ta sẽ điền đáp án là get on with. Number five, Linda was about to take part-time job, but she decided to her study. Linda đã suýt nữa thì nhận công việc bán thời gian, nhưng cô ấy đã quyết định việc học của mình. Ở đây chúng ta thấy là cô ấy không nhận công việc bán thời gian để cô ấy làm gì nhỉ? Chính xác, cô ấy go on with her study, tiếp tục việc học của mình. Number six, Hua is a brilliant student. It's difficult to her if you don't try very hard. Hua là một học sinh rất là thông minh và thật khó có thể cô ấy nếu bạn không cố gắng. Nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta làm sao có thể đuổi kịp được các bạn học sinh giỏi, đúng không? Và chúng ta có cụm động từ keep up with, theo kịp, đuổi kịp. Number seven, I usually my childhood with great pleasure. Tôi thường về thời thơ ấu với niềm vui sướng. Thời thơ ấu thì chúng ta chỉ có thể làm gì thôi nhỉ? Đúng rồi, chúng ta chỉ có thể think back on, nhớ về, nhớ lại thôi. The trainee, his trainer, and was kicked out of the group. Người thực tập làm gì để cho người hướng dẫn anh ta phải đuổi anh ta ra khỏi nhóm? Ở đây chúng ta sẽ điền cụm động từ gì? Right, đó là cụm động từ talk back to, có nghĩa là cãi lại. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu và sử dụng được những cụm động từ vừa mới học thông qua hai bài tập vừa rồi. Cô mong rằng về nhà các em có nhiều thời gian, các em sẽ thực hành cách sử dụng các cụm động từ trong nhiều bài tập thêm. Now, let's turn to the second part. Bây giờ mời các em chuyển sang phần thứ hai của nội dung bài ngày hôm nay. Part 2, adverbial clauses. Trước khi cô và trò chúng ta cùng tìm hiểu về các mệnh đề trạng ngữ trong phần thứ hai, adverbial clauses, cô có một ví dụ và một bức tranh sau. Now look at the picture. Here are some epidemic prevention measures. Đây là một số biện pháp phòng tránh dịch. And we have the sentence. If we take good prevention measures, we will be able to quickly stop COVID-19. Nếu chúng ta thực hiện tốt biện pháp phòng tránh dịch, chúng ta sẽ nhanh chóng dập được dịch. Trong câu trên có hai mệnh đề. Mệnh đề cô gạch chân chính là mệnh đề trạng ngữ. Vậy mệnh đề trạng ngữ là gì và chức năng của nó như thế nào trong câu? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong phần tiếp theo. An adverbial clause is a dependent clause that functions as an adverb. Một mệnh đề trạng ngữ là một mệnh đề phụ thuộc, nó có chức năng như một trạng từ. Trong ví dụ, if you work hard, you will easily pass the exam. Nếu các bạn chăm học, các bạn sẽ dễ dàng đỗ kỳ thi. Có hai mệnh đề. Mệnh đề if you work hard is a dependent clause, là một mệnh đề phụ thuộc, bởi vì it can't stand alone, nó không thể đứng một mình. Trong khi đó, mệnh đề you will easily pass the exam is an independent clause or main clause because it can stand alone. Mệnh đề you will easily pass the exam là mệnh đề độc lập hay còn gọi là mệnh đề chính bởi vì nó có thể đứng một mình. Chúng ta lưu ý cấu trúc của mệnh đề trạng ngữ gồm có những thành phần sau. Thứ nhất là liên từ phụ thuộc, tiếp đó đến chủ ngữ và sau đó là đến động từ. Trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em bốn loại mệnh đề trạng ngữ. Now, let's start with the first adverbial clause. The number one, adverbial clause of condition. Mệnh đề trạng ngữ, điều kiện, bắt đầu bằng các liên từ phụ thuộc if, nếu, or, unless, nếu không. Nó nêu lên giả thuyết hoặc những điều kiện có thật hay tưởng tượng. For example, if you don't work hard, you can't pass the exam. Nếu bạn không chăm học, bạn không thể đỗ kỳ thi. Chúng ta còn có thể nói cách khác. Unless you work hard, you can't pass the exam. Nếu bạn không chăm học, bạn không thể đỗ kỳ thi.
Khi học về mệnh đề trạng ngữ, điều kiện, chúng ta lưu ý unless bằng if not. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mệnh đề trạng ngữ thứ hai. Number two, adverbial clause of comparison, mệnh đề trạng ngữ so sánh. Mệnh đề trạng ngữ so sánh bắt đầu bằng các liên từ phụ thuộc than, hơn, as, bằng, or as, như. Chúng đùng dùng để so sánh kỹ năng, kích thước và số lượng. For example, Lee can speak English as fluently as her sister. Lee có thể nói tiếng Anh trôi chảy như cô chị của cô ấy. Or David study harder than Mary. David học chăm hơn Mary. Chúng ta nhớ lại cấu trúc của mệnh đề trạng ngữ so sánh về so sánh ngang bằng hoặc so sánh hơn kém. Phần này các em đã được tìm hiểu rất kỹ trong khi học về câu so sánh. Now turn to number three, adverbial clause of manner, mệnh đề trạng ngữ cách thức. Mệnh đề trạng ngữ cách thức bắt đầu bằng các liên từ phụ thuộc as, như là, as if or as though, như thể là, like, giống như, or the way, cách mà. Nó thể hiện mọi việc hoặc được làm như thế nào. For example, now look at the following example. Wow, look at those dark clouds. It looks as if it's going to rain. Oh, hãy nhìn những đám mây kia kìa. Chúng trông cứ như thể là trời sắp mưa rồi ấy. And we will understand more about adverbial of manner in next picture. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về mệnh đề trạng ngữ cách thức ở trong bức tranh số 2. She walks as though she was or a supermodel. Cô ấy đi cứ như thể là siêu mẫu ấy. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc as though. Nếu mệnh đề thể hiện điều không có thật, chúng ta sẽ phải lùi thời của động từ so với động từ chia ở vế chính. Ở đây động từ to be được chia là was hay cũng được có thể chia là were. Động từ to be là were có thể chia ở tất cả các ngôi. Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức đối với trường hợp ở câu ở thì quá khứ. Chúng ta sẽ hiểu rõ điều này qua ví dụ thứ 3. Yesterday, I saw him on my way to work, but he walked past as if he hadn't seen me. Hôm qua, tôi gặp anh ấy trên đường đi làm, nhưng anh ấy đi qua tôi cứ như thể anh ấy chẳng nhìn thấy tôi. Rõ ràng ở đây, việc anh ấy không thể nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi là một việc không có thật. Và chúng ta sẽ chia động từ lùi một thời. Động từ see sẽ phải chia thành hadn't seen, lùi một thời thành thời quá khứ hoàn thành, so với động từ walked được chia ở thời quá khứ đơn trong mệnh đề chính. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu rất kỹ về mệnh đề trạng ngữ cách thức. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang mệnh đề cuối cùng, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả. Đúng như tên gọi của nó, mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả thể hiện kết quả của hành động hoặc sự kiện. Nó bắt đầu bằng liên từ phụ so that or such that, quá đến nỗi mà. For example, the book is so interesting that I've read it many times. Or we will have another way. It is such an interesting book that I've read it many times. Quyển sách hay đến nỗi mà chúng tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Đó là một quyển sách hay đến nỗi mà chúng tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Chúng ta lưu ý khi sử dụng mệnh đề trạng ngữ kết quả, chúng ta có cấu trúc so that or such that. Cô và trò chúng ta vừa tìm hiểu được 4 loại mệnh đề trạng ngữ. Chúng ta hãy nhìn lên màn hình để nhớ lại những gì chúng ta vừa học. Mệnh đề trạng ngữ thứ nhất là mệnh đề điều kiện. Tiếp đó là mệnh đề trạng ngữ so sánh, mệnh đề trạng ngữ cách thức và mệnh đề trạng ngữ kết quả. Đây là những liên từ phụ thuộc sử dụng cho các mệnh đề trạng ngữ này, chức năng của nó cũng như cấu trúc và những lưu ý khi sử dụng 4 loại mệnh đề trạng ngữ này. Bây giờ cô mời các em cùng làm bài tập sau để chúng ta phân biệt được các loại mệnh đề trạng ngữ. Now, exercise, underline the adverbial clause in each sentence below, then say what type of adverbial clause it is. Gạch chân các mệnh đề trạng ngữ trong câu và nói rõ đó là loại mệnh đề trạng ngữ gì. Now, let's start with the first one. Trong câu số 1, chúng ta sẽ gạch chân mệnh đề trạng ngữ If I knew French, và chúng ta cho rằng đây là mệnh đề trạng ngữ
Bởi vì chúng ta thấy khi đứng một mình, mệnh đề này không có nghĩa đầy đủ. If I knew French. Mệnh đề trạng ngữ này bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc if. Như vậy nó là mệnh đề trạng ngữ gì nhỉ? Đúng rồi, đó là mệnh đề trạng ngữ điều kiện. Number two. Trong câu này chúng ta sẽ gạch chân mệnh đề trạng ngữ than her mother can. Mệnh đề trạng ngữ này bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc than. Như vậy nó là loại mệnh đề trạng ngữ gì? Đúng rồi, đó là mệnh đề trạng ngữ so sánh. Number three. My career advisor talks to me like he is my father. Like he is my father là mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc like và nó là mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức chính xác. Number four. Chúng ta sẽ gạch chân cụm từ so bad that Nam dropped out of school. Đây chính là mệnh đề trạng ngữ chỉ gì nhỉ? Tại vì nó có cụm từ so tính từ that và chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả. Adverbial clause of present. And the last one, he won't be able to go to university unless he works harder. Chúng ta một lần nữa lại nhận thấy liên từ phụ thuộc unless là bắt đầu của mệnh đề trạng ngữ chỉ gì nhỉ? Đúng rồi, đó là mệnh đề trạng ngữ điều kiện, adverbial clause of condition. Chúng ta vừa tìm hiểu bốn loại mệnh đề trạng ngữ và cùng cô nhận dạng bốn loại mệnh đề trạng ngữ này thông qua bài tập vừa qua. Bây giờ cô mời các em cùng củng cố lại nội dung toàn bài thông qua bài tập trắc nghiệm sau. Bài tập trắc nghiệm này là một hình thức bài tập rất phổ biến trong các đề thi, đặc biệt là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Now, choose A, B, C or D to complete the following sentences or to indicate the sentence that it closes in meaning with the given one. Lựa chọn đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành những câu sau hoặc để chỉ ra câu đồng nghĩa với câu cho trước. Now look at number one. I cannot buy a new computer. I save enough money. Tôi không thể mua được máy tính mới. Tôi tiết kiệm đủ tiền. Nếu không tiết kiệm đủ tiền thì mình làm sao có thể mua được máy tính mới? Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng liên từ phụ thuộc unless. Number two. He acts as if she him well. In fact, she doesn't know him. Cô ấy thể hiện cứ như thể cô ấy biết anh ta rất rõ. Thực tế là cô ấy không biết anh ta. Chúng ta thấy mệnh đề trạng ngữ bắt đầu bằng as if và lại có tín hiệu là thực tế cô ấy không biết anh ta. Đây là điều không có thật nên chúng ta sẽ phải chia động từ lùi một thời so với động từ ở vế trước nó. Như vậy đáp án chính xác là đáp án C. New. Number 3. Linda can't her husband smoking any longer. Linda không thể chấm chấm việc hút thuốc của chồng mình thêm được nữa. Ở đây chắc chắn chúng ta phải điền mệnh cụm động từ nào nhỉ? Đúng rồi, đó là cụm động từ put up with. Linda không thể chịu đựng được việc hút thuốc lá của chồng thêm được nữa. Number 4. I can't cook as well as my mother does. Tôi không thể nấu ăn như mẹ của tôi, ngon như mẹ của tôi. Trong bài này các em phải tìm câu đồng nghĩa với câu cho trước. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu từng câu một. Number 8. My mother can cook better than I can. Mẹ tôi có thể nấu ăn ngon hơn tôi. Trong câu này cả về ngữ nghĩa và ngữ pháp đều đúng. Và trong ba câu còn lại thì chúng ta thử xem nào. Number B. Mẹ tôi không thể nấu ăn ngon hơn tôi. Câu này không đúng so với câu đầu. Câu số number C. Mẹ tôi có thể nấu ăn ngon hơn tôi. Ở đây chúng ta thấy động từ trạng từ well được dùng sai ngữ pháp. Và number D. Tôi có thể nấu ăn ngon hơn mẹ của tôi. Câu này ngược nghĩa với câu đầu. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là A. Now, number 5. It may rain this afternoon. I hope it doesn't because I don't want the match to be cancelled. Trời có thể mưa chiều nay. Tôi hy vọng là trời không mưa bởi vì nếu như vậy thì trận đấu sẽ bị trì hoãn. Ở câu này chúng ta sẽ tìm hiểu đáp án A. If it rains, the match is cancelled. Câu này sai về cấu trúc ngữ pháp. Number B. If it rains, the match will be cancelled. Câu này đúng cả về ngữ pháp và ngữ nghĩa vì chúng ta có thể viết lại câu trên thành câu điều kiện loại 1. Điều kiện ở đây là điều kiện có thật. Câu C và câu D là hai câu điều kiện loại 2, loại 3, không có thật nên không phù hợp với tình huống ở câu 5. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng là đáp án B. Now, number 6. We couldn't go out because the weather was so bad. Chúng tôi không thể đi ra ngoài bởi vì thời tiết quá là xấu. Trong câu này các em có thể dễ dàng nhận ra đây là loại mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả. So that or such that. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu A và câu B. Chúng ta có mạo từ trước weather.
danh từ weather và mạo từ trước quanh danh cụm danh từ bad weather. Đây là hai danh từ và cụm danh từ không đếm được nên dùng mạo từ ở đây là sai. Number C, it was so bad weather that trong câu này mệnh đề trạng ngữ so không đi với cụm tính từ bad weather. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cuối cùng, it was such bad weather that we couldn't go out, là đáp án chính thức đúng kể cả về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Cô và trò các em vừa làm một bài tập rất thú vị về ở dạng các trắc nghiệm về mệnh đề trạng ngữ và các cụm động từ. Bây giờ để vận dụng được tất cả những kiến thức các em vừa học ở trong bài, chúng ta sẽ làm một bài tập nữa. Nào, bây giờ cô mời các em cùng chuyển sang bài tập cuối cùng để chúng ta ôn lại và vận dụng được những kiến thức mà chúng ta vừa học ở toàn bài. Look at the pictures, make sentences using phrasal verbs and adverbial clauses you have learned. Chúng ta quan sát tranh, đặt câu sử dụng các cụm động từ và các mệnh đề trạng ngữ mà các em vừa học. Các em quan sát trên bức tranh, đây là hình ảnh các bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân COVID-19 rất là tận tình, chu đáo. Và chúng ta thử xem chúng ta đã có thể đặt được bao nhiêu câu sử dụng các cụm động từ và các mệnh đề trạng ngữ về bức tranh này. Now, let's look at number one. Vietnamese doctors take care of the patients as if they were their relatives. Trong câu này chúng ta sử dụng được cụm động từ take care of và mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức, as if they were their relatives. Number two, Vietnamese doctors are working harder than they did before to cure COVID-19 infectors. Các bác sĩ Việt Nam đã làm việc vất vả hơn những ngày này để chữa trị các bệnh nhân COVID-19. Chúng ta sử dụng mệnh đề trạng ngữ so sánh trong câu này, than they did before. Number three, Vietnamese doctor looked after the patient so well that they recovered from the epidemic quickly. Trong câu này chúng ta sẽ đã sử dụng được cụm động từ look after và recovered from và mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả so that. Bác sĩ Việt Nam đã chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, chu đáo đến nỗi mà họ nhanh chóng bình phục khỏi dịch bệnh. Và chúng ta có thể đặt được câu nào nữa nhỉ? Nào, the last sentence, if I become a doctor in the future, I will do my best for my patient. Nếu tôi trở thành bác sĩ trong tương lai, tôi sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân của tôi. Các em thấy đấy, mệnh đề trạng ngữ và các cụm động từ được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp. Chỉ một bức tranh thôi mà chúng ta đã đặt được rất nhiều câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ và cụm động từ. Cô hy vọng với khả năng sáng tạo của mình, về nhà các em có thể đạt được nhiều câu hay hơn nữa. Now, it's time for your homework. Review 3 past phrasal verbs and adverbial clauses. Do exercise 3, page 49, student's book. Do exercise 3, 4, page 29, workbooks. That's all for our lesson today. Thank you very much for your attention. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Goodbye. See you again.